Thưa quý vị, tình trạng xuống cấp hư hỏng của tuyến đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua chưa được sửa chữa, nâng cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên. Tuyến đường Nguyễn Tất Thành qua phường Phúc Thắng, đoạn nối từ quốc lộ 2A đi vào trung tâm thành phố Phúc Yên, nhiều năm nay đã xuống cấp và hư hỏng nghiêm trọng, chưa được khắc phục, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Trên một đoạn đường dài chưa đến 3 km, nhiều chỗ mặt đường đã bị lún võng, dập nát mùi rùa, bong chóc hết lớp nhựa phủ mặt đường và chằng chịt ổ gà. Mặt đường lồi lõm, gồ ghề khiến người tham gia giao thông đi qua đoạn đường này rất khó khăn. Đặc biệt là tình trạng mặt đường hư hỏng, xuống cấp đã diễn ra nhiều năm nhưng không được duy tu, bảo trì. Người dân cho biết, đoạn đường này đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông xuất phát từ các nguyên nhân trên gây thiệt hại về người và tài sản của người tham gia giao thông. Các cơ quan có thẩm quyền cần sớm vào cuộc sửa chữa đoạn đường này nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.